Kính thưa quý vị, cô chú, anh chị và các bạn, Đông Y An Thảo Đường của tôi xin gửi đến toàn thể các bác cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta đang theo dõi kênh An Thảo Đường của chúng tôi. Một lời chào buổi sáng, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Và ngày hôm nay, theo như những chương trình mà An Thảo Đường chúng tôi đã và đang làm việc và giúp đỡ các bệnh nhân để có được sức khỏe tốt. Và chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi về với quê hương Hưng Yên để thăm khám và giúp đỡ cho một bệnh nhân gặp vấn đề về bệnh xương khớp. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng với cả dược sĩ Trần Đoàn Huệ đến trực tiếp thăm khám giúp đỡ cho bệnh nhân của mình. Đây là quê hương An Thảo Đường, chúng tôi đến thăm quê hương tại thôn Ốc Nhiêu, Đồng Than và xã Yên Mỹ. Chúng ta có thể thấy cảnh quan một chút về quê hương ở đây. Chúng ta cùng tham quan một chút về cảnh quan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với An Thảo Đường vào trong nhà bệnh nhân để cùng với cả dược sĩ Trần Đoàn Huệ sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân được thăm khám và giải quyết vấn đề bệnh ở xương khớp của mình. Vâng, con chào bà, chào các bác ạ. Vâng ạ, chúng con xin phép được ghi lại một số thông tin hữu ích mà dược sĩ sẽ giúp đỡ bà con ạ. Các bác về thăm khám và chữa trị bệnh. Ngày hôm nay thì dược sĩ Trần Đoàn Huệ thì đang thăm khám và giúp đỡ cho bác, một trong những bệnh nhân thì bác gặp vấn đề về xương khớp gối, vấn đề sức khỏe thoái hóa khớp gối ạ. Sông người ta hay nhồi nồng nặng đấy. À có. Bà nhớ không? Có. Đó. Vâng. Bà hái cho con buổi tối. Vâng. Bà xay cho con một nắm to này. Vâng. Mỗi tối bà uống. Vâng. Một cốc đó cho con. Vâng. Thì lập tức là cái triglycerides của bà nó sẽ giảm, mỡ máu bà sẽ giảm. Vâng. Thì không bị đột quỵ, nguy cơ đột quỵ rất là cao. Vâng. Vì cái chỉ số triglycerides nó sẽ gây gì ạ? Vâng. Gây xơ vữa động mạch. Vâng. 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 Có mấy cái đấy thôi, bạch cầu cũng tăng thì lúc cứ tăng viêm rồi. Đấy, bà có cái vấn đề lớn này, cái xương khớp là đau đớn thôi chứ không nguy hiểm nhiều lắm đâu. Nhưng mà bà uống cho con cái lá xương sông để giảm giảm mỡ máu. Cái đấy là cái nguy hiểm. Nó gây đột quỵ, nó gây cảm bất ngờ. Cái đấy nguy hiểm xương khớp của bà đấy. Thứ hai là cái chức năng thận của bà yếu. Thế bà ăn nhạt hơn một chút, bà chắc bà ăn mặn à? Bà ăn mặn à? Khó, bố hay ăn mặn. Đấy, bà ăn nhạt hơn một chút. Xương khớp lại cứ hay ăn cả nữa thôi. Ôi giời, càng đau, chứ tiêu bà kêu như con. Càng tiêu không? Thiệt ếch. Nó làm sao nhá, chú tôi lại hỏi chú nhá, thế làm sao mà chân tôi thì
bình thường không nhức mà chỉ có đi nhiều nhức thôi, còn kể cả ăn nằm ngủ vô tư không nhức nhố, chỉ có mỗi đi nhiều. Vâng. Đấy. Con giải thích cho bà luôn nhé. Vâng. Cái khớp của bà nó như thế này. Vâng. Đó. Vâng. Vì là cái sụn khớp của bà ở đây, vâng, nó bị khô, nó bị teo, vâng, đi. Đấy, đấy, đấy. Thì vận động nhiều nó gọi, đấy, nó gọi là gây đau. Đấy, đau đi nhiều là đau. Vâng. Chứ còn bà ngồi thì không thì nó ít đau, không đau. Vâng, vâng, không giấc. Ngủ ngay cả đêm không giấc, không, vâng, ngồi thì cũng không đau, mỗi tội đi, đi nhiều. Đi không đau, đi xe đạp không đau, đi đúng bộ rồi, đau. Đi xe đạp thì như người khỏe luôn. Vâng. Không đấy, vấn đề bà gì. Bà uống cái lá xương sông cho con nhá. Vâng. Bà ơi, quay đây cho con. Vâng. Đây, con xem đầu gối. Đâu, đau đầu gối nào? Đầu gối lão, nói chung là hai đầu gối lão đau. Nói chung là hai đầu gối lão cũng đau. Cũng thế. Không viêm. Đau thôi chứ nó không viêm. Vâng. Hiện tại không viêm. Đấy. Bà thả lỏng cho con. Ôi giờ bước lên cái bậc hơi lục cục 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 cục. Được. Vẫn nghe thế mà. Vâng. Trên bên này đỡ hơn. Vâng đúng rồi, bên này đỡ hơn, bên này đau nhiều. Vâng. Đấy. Bên này đau nhiều hơn đau bên này. Vâng. Thế là bà bác sĩ chỉ định bà mổ lâu chưa? Cách đây vài tháng rồi. Ở bên Việt Đức đi ra đến khám hết 4 triệu thì nó trong 1 triệu 2 tiền thuốc còn đâu nè. Tiền khám hết hơn 3 triệu. Bà đau uống thuốc Tây đúng không? Không, nước. Thuốc Tây là... Bà đau uống ở đâu? Vâng. Mặt hơi dưới nước. Vâng. Vâng. Thuốc, thuốc, thuốc Tây dưới nhau phê đấy hả? Thì là thuốc Tây uống thì là... đấy thì một hôm loại cái đứa cháu nó còn co thì ra mễ tiêm. À, mễ sợ. Vâng, vâng. Cái ông Uyển là mẹ sợ, ông ấy tiêm chuyên từ xưa đến nay, vâng, đời cha truyền con nối thế nào, kể cả Nghệ An rồi, kể cả trong ở Lục Ngạn, ở Sơn Na cũng về đây tiêm, vâng, thế là cứ đau đầu tiêm đấy, vâng, tiêm hai khớp, thì hai khớp một mũi thì chia làm đôi, vâng, đau đầu tiêm đấy, vâng, vậy cũng thấy đỡ. Nhưng mà đỡ, đâm ra cái chức năng thật của bà nó giảm. Vâng, đấy thì chắc là cái bà cứ đi tiểu đêm nhỉ? Chỉ có 2-3 lần thôi. Một đêm đi 2-3 lần? Vâng. Mấy giờ bà ngủ? Ngủ thì tôi thì dễ ngủ. Thế mấy giờ bà đi ngủ? 10 giờ. 10 giờ đi ngủ. Mấy giờ bà dậy? Tầm có hôm thì nếu như mà không ấy thì độ 3-4 giờ thì dậy. 3-4 giờ dậy. Vâng, tầm ý. Còn thì tôi thì dễ ngủ. Tức là khoảng 5 tiếng. 5 vâng. tiếng mà đi tiểu 2-3 lần. Vâng. Vâng. Thế đi tiểu mất 1 tiếng. Thế xong rồi này, mà tôi được dễ ngủ trưa, thế nào cũng ngủ được, ngủ dễ ngủ lắm. Vâng. À, chứ không phải là không ngủ được, nhiều người thì đi tiểu xong phải còn lâu mới ngủ, như đây vào vẫn cứ ngủ dễ. Vâng. Vâng. Ở đây bà thấy nhà ai có cái cúc tần không? Cúc tần ở đây thì đầy. Đó, bà hái về. Vâng. Bà hái về mà sao nóng lên mà buộc vào đầu gối. À vâng, vâng, bằng cái ý thì dễ ở đây có. Cúc tần đấy. Vâng, biết rồi, cúc tần là cái gì? Sao nóng lên với cám. Vâng. Đấy, bà đập đập. Vâng. Và sao nóng lên với cám là bà bó vào đây luôn. Vâng. Thế bó khi nào nó nguội thì thôi. Vâng. Nó nóng vừa thôi, bà thử đồ nóng nó cũng bỏng đấy. Đấy, đồ vâng. nóng mình chịu được. Vâng, vâng. Bó vâng. Vâng. Đấy, thì nó cũng nhanh mà. Vâng. Vâng. Nó làm cho các cái mạch ở đây nó thông. Nó vâng. không dẫn chất vào để nó làm lại cái khớp. Cái hôm mà tôi đi xuống nhà cái ông tiêm thì tôi đứng lên thì nó lồi đằng sau ông bảo là thế này họ mổ được thế này mổ được mà đấy đâu con xem này đây đấy không phải dịch cái này không phải dịch cái này giống như là một cái u đấy không phải dịch em người à. Ta ông bảo không phải dịch cái này mổ được không được mà giống một cái đấy, u ấy vâng. u mỡ nó hơi tức một tí thôi vâng. u mỡ vâng chứ không phải dịch nó vâng. khác không phải dịch chân này không phải dịch nó là u mỡ. Vâng, cái bà chị dâu nhà tôi bà ở bên kia nhưng bà hôm nay đi bà bắt chàng của ông Huynh đấy. Đi tiêm ở đâu ở chỗ cái bệnh viện phố Lôi A này. Ở dịch vụ Hà Nội họ vệ tiêm 5 triệu một mũi. Thế mà tiêm 3 mũi hết 15 triệu mà bây giờ vẫn cứ đau rứt, sưng to à. Vâng. Đấy, bà ấy hút dịch mà nó sưng to bà ấy rứt chứ không của tôi thì không đau. Vâng. Của tôi trường hợp này nó lại khác, của bà kia khác.
chứ không giống. Bà là vận động mới đau. Vâng, à, đi xe đạp phải vô tư luôn, cả đi cả ngày. Vâng. Không làm sao, mỗi tội là ấy là nó đau thôi, đi nhiều đi bộ là đau. Vâng. Thế, vâng. Bà được xử lý cái đấy cho con. Vâng. Cái khúc thần này. Bộ vâng. Vâng. Bà hiện tượng mà nó xuất phát từ phong thấp. Vâng. Nhưng mà cũng chưa đến nỗi nặng cho lắm. Dạ. Nặng lắm không? Liệu sau này có bị ảnh hưởng gì, có đi lại được không? Bà chủ có vận động, bà con sợ nhất của bà ấy là cái bệnh mà mỡ máu xấu ấy, à, nó cao. Cái bệnh là sợ hơn. À, mỡ máu bây giờ thì làm thế nào? Đấy, bà ăn say cái ná dã là xương sông ấy. Mỗi tối uống nước, con một cốc. Và nó dễ uống mà, bà cho tí nước và dễ uống mà. Không, cái ná xương sông ở đây thì dễ. Nhà tôi vâng, có nó lên mấy cây thì tôi cứ chặt đi nhưng mà nó lại lên mầm. Vâng. Đấy, nó lại lên mầm. Hoa nó bay nó nở khắp vườn. Vâng, đúng rồi, cái hoa đó như cái bông nó vâng, bay nó nở. Nó bay như bông nâu. Vâng, đúng rồi. Thế bà uống cho con cái đấy. Vâng, vâng. À, nó sẽ giảm. Giảm được cái mỡ máu, sợ nhất cái mỡ máu của bà. Vâng. Thứ hai là cái chức năng thận. Vâng. Cái ý nó chỉ là thận, hay là thận. Cái chức năng thận nó cũng ảnh hưởng đến xương đấy bà. Vâng. Thận nó không tốt, xương không tốt. Vâng, vâng. Vâng. Nên là phải để ý chức năng thận nữa. Vâng. Thận không tốt là lập tức xương không tốt. Của bà là cái này có hai nguyên nhân gây ra. Vâng. Nguyên nhân thứ nhất là do phong thấp. Vâng. Nguyên nhân thứ hai là do thận kém. Vâng. Nó gây ra cái bệnh cấp này của vâng, bà. Thế là giác kể chú về muộn tí thì ngày mai ngày kia bà chị gái tôi trên sân nào cũng về. Vâng. Bà cũng như tôi vậy. Vâng. Đấy, bà về ăn dỗ mẹ tôi thì đến mùng 6 mùng 3 là bà đi xe đêm thì sáng mùng 3 là bà về đến đây. Vâng. Bà cũng là đau như vậy. Hai chị em gái. Vâng. Nhà tôi thì đúng là đây là ông chết từ năm ông 47 tuổi, thằng bé này chết đây là. Vâng. Cháu đi làm bê tông. Vâng. Thế là kiểu bọn thợ nó về rồi thì còn mình cháu với một thằng chủ để đánh bóng mạt đêm. Vâng. Thì là chẳng may là cái xe nó vào đêm thì là nó lùi vào, nhưng mà nó đi lái thuê nó không biết đường ra, xe quy định phải có đường vào có đường ra. Đây là thằng này nó đi lái thuê nó mới, nó không biết đường ra, nó lại lùi lại, chẳng may thì lùi vào cái thằng bé nó nằm ở bên cạnh lán này nè. Hai anh em nằm cùng với giường một, nhưng mà thằng chủ nó nằm ở bên ngoài, thằng con tôi nằm bên trong này. Xe nó lùi đúng là thằng bé là đi chăng. Còn thằng chú ấy làm loạt đúng là lòng xe không xây sát một tí lạ. Vâng. Đấy, khổ thế đấy. Đi ngủ mà chết đấy chú. Vâng. Đấy, bệnh của em nó. Vâng. Bà năm nay là 66 tuổi. Năm nay 69 rồi. Thế là sinh năm 53. 53, đây kiểu bảo hiểm nói sinh năm 54. 53. Đấy, bà lưu ý con mấy cái đấy. Thứ vâng, nhất là cái thật. Vâng. Chức năng thận rất là kém. Vâng. Thứ hai là mỡ máu. Vâng. Và hai cái đấy là quan trọng hơn. Vâng. Quan trọng hơn khớp. Vâng. Khớp thì con dặn bà, rồi đấy. Vâng. Đấy, khúc cần xong rồi. Còn cần một bó chẳng muốn uống thuốc nữa. Cây tê hóa thì buộc bây giờ nhé. Vâng. Là phải khúc tần bóp vào để cho vào. Vâng. Để nó lưu thông. Vâng. Lưu thông mới dẫn được cái chất vào. Vâng. Dẫn được thuốc vào trong khớp. Vâng. Thì nó ổn định. Vâng. Uống thuốc không ổn. Vâng. Vâng. Thì trước mắt em cứ phải làm thế đã. Không phải uống cả đấy cả thuốc bạn. Vâng. Vâng. Thì trước mắt là độc thuốc không ổn. Vâng. Thuốc không thể dẫn vào đấy được. Vâng. Đấy, thuốc nam. Vâng. Rồi thuốc tây thì nó sẽ giảm đau cho bà nhanh. Vâng. Nhưng mà dẫn đến hiện tượng đau phù của bà. Vâng. Bà đau phù. Vâng. Đấy, còn chức năng thận của bà không hiểu do thuốc tây hay là do thận bà kém gì thì cái đấy phải kiểm tra sau. Vâng. Vâng. Cho chú uống nước đi. Vâng. Khúc tần rất nhiều đúng không ạ? Vâng, ở đây đấy, nhiều. Nã xương sông cũng nhiều. Vâng, xương sông ở đây thì cứ đi các nhà mình không ấy xin. Vâng. Thế bà chịu khó một chút. Vâng. Bà chịu khó. Vâng. Chăm sóc mình. Vâng. Vâng. Và là hôm nay An Thảo Đường chúng tôi đã cùng với dược sĩ Trần Đoàn Huệ đã cùng thăm khám và giúp đỡ cho bác bệnh nhân, bác bị vấn đề thoái hóa xương khớp gối.
Tuy nhiên thì sau khi thăm khám thì thầy thuốc thấy rằng là bác có rất là nhiều các vấn đề bệnh nền khác nhau, đặc biệt là các bệnh về mỡ máu. Và thầy cũng đã hướng dẫn cho bác có thể tự lấy cây thuốc lá xương sông tại vườn nhà để có thể xay thành nước uống để có thể giải quyết triệt để cái vấn đề mỡ máu của mình. Và qua quá trình dặn dò thì thầy cũng đã giúp cho bác có thể được điều trị một cách tốt nhất, sử dụng chính những cây thuốc vườn nhà để có thể đắp thuốc, để có thể uống và kết hợp với quá trình điều trị để tạo ra một cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép được kết thúc cái thời lượng phát sóng của mình, và mong rằng kính chúc cho bác sẽ sớm gặp thầy gặp thuốc và sớm giải quyết được triệt để vấn đề xương khớp của mình và nâng cao cho mình sức khỏe. Và chúng tôi cũng rất là hạnh phúc và vui mừng khi luôn luôn đón chào những cái sự quan tâm và mong muốn giúp đỡ của tất cả các bác, của bà con, của cộng đồng chúng ta. Bất cứ ai trong cộng đồng chúng ta đang theo dõi trang thẩm chúng tôi có nhu cầu được thăm khám, được giúp đỡ tại nhà, hoàn toàn có thể đăng ký trên trang để chúng tôi có thể đến tận nhà để có thể thăm khám giúp đỡ cho các bà con, các bệnh nhân gặp những vấn đề sức khỏe, có thể giải quyết một cách triệt để và hiệu quả nhất. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác và cô chú anh chị và các bạn. Một lần nữa kính chúc tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc cùng với An Thảo Đường, và chúc chúng ta luôn luôn vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Và tất cả các bác cô chú anh chị các bạn chúng ta quan tâm có thể chia sẻ, có thể ủng hộ An Thảo Đường chúng tôi bằng cách like và chia sẻ trang của chúng tôi. Vâng, chúng tôi xin thành cảm ơn và hẹn tất cả bà con, tất cả quý vị ở những chương trình lần sau. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.